channel của mình. Mình là kênh kiếm tiền online 4.0. Và ngày hôm nay, mình sẽ chơi trò chơi Baccarat của tựa game CF68. Mình vào thực chiến luôn cùng anh em. Mình đặt 200k ở cửa nhà con anh em nhé. Mình đặt 200k ở cửa nhà con. 9 điểm. Ok. Nhà con của mình 9 điểm và nhà cái chỉ có 6 điểm thôi. Vậy là mình đã ăn được 200k rồi. Ngày hôm nay thì số tài khoản của mình cũng hơi khá khá một chút. Mình có 118 triệu anh em nhá. 118 triệu. Thì mấy hôm nay ở nhà kẻ quốc ấy thì cũng lên được khá khá một chút. Đó. Chắc là tí nữa mình lại phải cho vào két sắt thôi. Ván này mình đặt cửa nhà cái anh em nhá. Ok. Và mình đã ăn rồi. Hiện tại thì cầu của nó đang là cầu 1-1 đây. Nên là mình lại chuyển cầu thôi. Mình đặt tiếp theo 100k cửa nhà con. Đó. Thì những anh em nào mà lần đầu tiên xem video của mình ấy thì cũng cho mình gửi lời chào. Và mình cũng khuyên thật anh em là anh em hãy tải con game CF68 này về chơi thử. Đó, sau khi chơi thử thì anh em sẽ thấy con game này khá là hay và hấp dẫn. Anh em cứ làm một chút tiền vào chơi thử 100k, 200k đi. Sau đó mọi người thấy hay thì nạp nhiều sau rồi tính tiếp. Chứ mình thấy con game CF68 này là con game khá là tuyệt vời đấy mọi người ạ. Mình đã chơi nó được 1 năm rồi. Và điểm đặc biệt hơn nữa là nó rút nạp một cách đơn giản dễ dàng. Wow. Ván này về nhà con anh em nhá. 8 điểm ở nhà con. Mình ăn được 95.000. Dạo này mọi người thế nào, vẫn khỏe chứ? Mình thì vẫn bình thường đây này. Nghỉ Covid cả tháng nay rồi. Chẳng biết làm gì. Toàn là ngồi ở nhà chơi con game CF68 này thôi. Một ngày chơi vài tiếng đồng hồ. 6 điểm. Lại về nhà con tiếp anh em ạ. Lại về nhà con tiếp. Ok. Mình lại ăn 95.000 tiếp theo rồi. Mình đã gần lên được 120 triệu rồi. Quá tuyệt vời luôn. Mọi người thấy sao? Thấy mình chơi thế nào? Hay chứ? Thì mọi người cứ chú ý xem video của mình đi. Thì mọi người sẽ rút ra kinh nghiệm cho riêng mọi người. Wow, ván này chỉ có 0 điểm thôi. Bên nhà cái 5 điểm rồi. Vậy là mình thua anh em nhá. Mình thua 100k rồi. Vậy là nó đã cắt cầu. Ván này không biết nên đặt gì nhờ. Mình nghĩ là nó sẽ đang cầu 33 đây. Nên mình đặt theo cửa nhà cái nhá. Mình đặt theo cửa nhà cái 200k. 6 điểm, 7 điểm. Wow, tuyệt vời anh em ạ. Bên nhà con chỉ có 6 điểm thôi. Và nhà cái của mình lên 7 điểm rồi. Ok. Vậy là mình đã ăn được 180k ở bên cửa nhà cái. Mình nghĩ cầu nó vẫn còn đây. Nên mình tiếp theo mình lại đặt 200k ở cửa nhà cái anh em nhá. Mình đặt 200k ở cửa nhà cái. Thì anh em cứ chịu khó xem video của mình đi. Anh em nạp thử chơi cùng mình cho vui. 9 điểm. Ok. Mình lại ăn thêm 180k nữa. Quá tuyệt vời luôn á anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Mình đã gần lên được 120 triệu rồi. Một chút nữa thôi. Thì thầy Huấn Hoa Hậu cứ bảo là không làm mà đời có ăn ấy. Thì chỉ có ăn cờ thôi. Ok. Thì ngày hôm nay mình sẽ chứng minh cho thầy Huấn và tất cả mọi người nhá.
là mình không làm mà vẫn có ăn. Không những ăn mà còn ăn ngon cơ anh em ạ, ăn ngon cơ. Đó, thì mình cũng nhờ tất cả vào con game CS 68 này thôi. Trước thì mình cũng hay chơi nô đề, nhưng mà bết quá anh em ạ, bết quá, thua suốt, xa bờ luôn. May mà có một người bạn giới thiệu cho mình con game CS 68 này. Đó, thì mình mới về bờ được an toàn, mới phất lên được một chút. Thì nhận gì phải trả đấy thôi. Mình cũng muốn giới thiệu cho tất cả anh em con game CS 68 này để anh em chơi thử. Con game này cũng tùy vào người, có người hợp người không. Nên mình cũng khuyên thật là anh em cứ tải về chơi thử đi. Nếu cảm thấy hay, thú vị và hợp với nó thì anh em chơi. Không thì lại thôi, anh em xóa đi. Không sao cả, rất là đơn giản thôi. Nhưng mình thấy mình rất hợp với con game CS 68 này. Mình chơi cũng được một thời gian rồi và mình cảm thấy đúng là có một niềm đam mê không hề nhỏ. Ok, mình đặt một m và ở cửa nhà con và đã ăn rồi. Mình đặt một m ở cửa nhà con và đã ăn rồi anh em nhé. Tuyệt vời. Ván tiếp theo thì mình sẽ đặt tiếp ở cửa nhà con anh em nhé. Cửa nhà con mình đặt 300k luôn. Mình đặt 300k cửa nhà con luôn. Không biết là kết quả nó sẽ như thế nào đây. Có đúng như mình dự đoán hay không? Wow, nó đã về nhà cái rồi. Nhà cái 8 điểm cơ. Và nhà con của mình chỉ có 7 điểm. Rất là tiếc anh em ạ, rất là tiếc. Hơn nhau có một điểm thôi. Nhưng không sao mà người ạ, không sao nhá. Còn thở là còn gỡ anh em ạ, còn thở là còn gỡ. Ván này mình đặt gấp thép lên. Mình đặt 1m ở cửa nhà con. Vì mình nghĩ là đang cầu 1-1 đấy. Lúc nãy nó về nhà cái rồi thì ván này nó sẽ phải về nhà con. Mình đặt 1m ở cửa nhà con luôn. 9 điểm, vua. Ok. Vậy là mình thắng rồi nhá. Mình đã ăn thêm 1m nữa. 1m cửa nhà con và đã ăn rồi. Wow, tuyệt vời. Mình đã lên được 120 triệu rồi anh em ạ. Mình đã lên được 120 triệu rồi. Một số tiền không tưởng. Và đúng như dự tính của mình lúc đầu. Có thể nó đang cầu 1-1 nên mình chuyển sang đặt cửa nhà cái. Và mình đặt 1m luôn. Mình đặt 1 triệu cửa nhà cái anh em nhé. Anh em cổ vũ cho mình đi nào. 7 điểm. Wow, bên nhà cái, nhà con 8 điểm. Nhà cái 7 điểm, tiếc quá. Nhưng không sao mọi người nhá. Chỉ còn ván sau là mình gỡ lại thôi. Số tiền của mình cũng khá là cao, mình đủ để gỡ lại gỡ gấp thép trong vòng 10 ván đấy. Thế mọi người cứ yên tâm đi, yên tâm vào khả năng của mình. Ván này mình đặt cửa nhà con 3m luôn. Ok, mình đã ăn rồi mọi người nhá. 4 điểm, bên nhà cái cỡ 1 điểm thôi. Mình đã ăn 3m rồi nhá. Sau khi cắt phế mình còn 2 triệu 850 nghìn. 2 triệu 850 nghìn. Mình đã lên được 121 triệu rồi mọi người nhá. 121 triệu. Mình nghĩ là cầu nhà con sẽ bệt nên là mình đặt 1m ở cửa nhà con luôn. Mình đặt 1m ở cửa nhà con luôn. Không biết là tình hình nó sẽ như nào đây. Ok rồi mọi người nhá. 9 điểm. Bên nhà cái có 8 điểm thôi. Vậy là mình đã ăn thêm 1m đó rồi. Quá là ngon lành và dễ dàng. Mọi người thấy sao? Thì tuyệt vời không? Quá tuyệt vời luôn. Mọi người ạ. Nghỉ giãn cách ở nhà thì biết làm gì được. Rảnh rỗi. Nên là mình chỉ toàn chơi CS68 thôi. Và nhờ chơi như vậy thì mình cũng rút ra được một số kinh nghiệm cho riêng mình. Đó, thì mình cũng muốn chia sẻ cho anh em cách bắt cầu, xoay cầu ở các con game của tựa game CF68. Ok, lại ăn thêm 1m nữa. Mình đã có 124 triệu rồi. Chỉ xong vòng mấy phút thôi. Mình đã lên được 6 triệu rồi anh em nhá. Mình đã lên được 6 triệu rồi, chỉ trong mấy phút thôi. Ván này mình lại tiếp tục đặt cửa nhà con thôi. Nó đã 5 ván nhà con rồi.
không biết là còn cầu không. Mình đặt một mờ ở cửa nhà con tiếp theo nhá. 4 điểm. Wow. Ok. Mà ăn thêm một mờ nữa này. Nhà con 4 điểm và nhà cá chỉ có 1 điểm thôi. Mình lại ăn thêm 950k nữa. Mình đã lên được 125 triệu rồi anh em nhá. 125 triệu. Quá tuyệt vời luôn. Mình nghĩ là cầu nó đã hết và đã cắt. Nên mình đặt sang cửa nhà cái. Mình đặt 100k cửa nhà cái mọi người nhá. 100k cửa nhà cái. Ok. Đúng là nó chuyển cầu anh em ạ. 6 điểm bên nhà cái. Mình đã ăn thêm 100k nữa rồi. Ăn thêm 100k nữa. Anh em thấy sao? Tuyệt vời không? Anh em thấy video của mình hay thì cho mình một like, sub like. Và mình luôn cầu chúc cho anh em luôn chiến thắng ở game CS 68 này. Chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.